có nhiều bạn chỉ mình là muốn câu cá được nhiều tiền. Thì ra cái hồ ở ngay giữa plaza. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi câu thử nha. Mình sẽ câu ở đây khoảng 1 tiếng và đi bán xem là có được nhiều tiền hay không nha. Ở đây thì không có bóng 4, chỉ có từ bóng 1 tới bóng 3 thôi. Mình sẽ để những loại cá tương ứng với từng loại bóng để cho mọi người dễ theo dõi. Mình thì mình bỏ bóng 1 và mình chỉ có bóng 2 với bóng 3 thôi. Mà đặc biệt bóng 2 ở đây có rất là nhiều cá quý. Có ba ba nè, có cá chép vàng nè, có cá hồ cầu vồng nè. Đó, mình câu được con ba ba rồi nè, nhìn thấy cân ha. Lại thêm một con ba ba nữa nè mọi người. Công nhận ở đây câu được nhiều cá ngon thiệt á. Lâu lâu mình cũng kéo thử vài cái bóng một thì cũng lên được con cá chó nữa nè. Rồi, hết 1 tiếng rồi, giờ đi bán thử coi được bao nhiêu tiền. Wow, 5.700 tiền luôn. Từ nay tôi sẽ câu ở đây để cày tiền xây nhà thôi. Đừng quên cho mình một like và subscribe nha. Bye bye.